chào các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức Hoài Linh, Chí Tài, Trường Giang trở thành đại gia thứ thiệt trong live show của Mạnh Quỳnh. Trong live show sắp tới của ca sĩ Mạnh Quỳnh, danh hài Hoài Linh, Chí Tài và Trường Giang sẽ vào vai ba người bạn lâu năm và đều là đại gia thứ thiệt. Khi còn ở hải ngoại, Hoài Linh, Chí Tài không chỉ thường xuyên đi diễn cùng Mạnh Quỳnh tại các tụ điểm mà cả ba còn từng tham gia diễn chung trong nhiều tiểu phẩm kịch và một số ở cải lương như Trùm Sò Thị Hến, Nửa Đời Hương Phấn, vân vân. Bởi vậy, khi Mạnh Quỳnh về nước làm live show Cảm Ơn Cuộc Đời kỷ niệm 20 năm ca hát và ngỏ ý mời danh hài Hoài Linh và Chí Tài tham gia với tư cách khách mời, hai nam danh hài đã vui vẻ nhận lời ngay. Theo tiết lộ của ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng như ekip thực hiện live show Cảm Ơn Cuộc Đời, danh hài Hoài Linh, Chí Tài sẽ diễn một tiết mục hài kịch cùng danh hài Trường Giang. Trong live show sắp tới của ca sĩ Mạnh Quỳnh, danh hài Hoài Linh và Chí Tài và Trường Giang sẽ vào vai ba người bạn lâu năm và đều là đại gia thứ thiệt. Tuy nhiên, trong số ba người chỉ có một người là đại gia thực sự, còn hai người còn lại là những người bình thường nhưng tính thích nộ nên luôn tự nhận mình là đại gia. Trường Giang sẽ tham gia một tiết mục ca nhạc cùng Mạnh Quỳnh và Phi Nhung. Trả lời về lý do không tham gia biểu diễn một tiết mục hài kịch trong chính live show của mình, ca sĩ Mạnh Quỳnh nói rằng vì đây là live show rất quan trọng trong cuộc đời của Mạnh Quỳnh và trong live show Mạnh Quỳnh sẽ hát live toàn bộ và hát tới 20 ca khúc khác nhau nên Mạnh Quỳnh không có nhiều thời gian để tập luyện cho phần kịch. Tuy nhiên, đang xen trong các ca khúc, Mạnh Quỳnh cũng như một số khách mời cũng sẽ có phần dàn dựng kịch nhỏ để tăng tính hấp dẫn cho tiết mục của mình. Live show 20 năm tiếng hát Mạnh Quỳnh Cảm Ơn Cuộc Đời diễn ra vào hồi 20 giờ ngày 16 tháng 4 tại Nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tới đây, không chỉ là live show mang ý nghĩa đánh dấu bước ngoặt đặc biệt trong sự nghiệp 20 năm ca hát của nam ca sĩ điển trai, mà đây cũng chính là một cơ hội để Mạnh Quỳnh có dịp trở về quê hương, hát và tri ân tới những khán giả Việt Nam, những người luôn yêu mến và ủng hộ anh trong suốt 20 năm xa xứ. Live show có sự tham gia của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, danh hài Hoài Linh, danh hài Chí Tài, danh hài Trường Giang, ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ Ngọc Liên, vân vân và một số nghệ sĩ tên tuổi đến từ trong nước và hải ngoại khác. Live show Cảm Ơn Cuộc Đời hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc âm nhạc hoành tráng với nhiều bất ngờ và ấn tượng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi những tin tức Sao Việt mới nhất từ chúng tôi.